Tụi em tự hào mà nói là tụi em nuôi là điểu rất là có tâm luôn. À, tâm đây là trong chữ có tâm, có tầm nha, chứ không phải tâm thần nha mọi người. Hả? Cái con này là nó có được một cái chế độ dinh dưỡng riêng, tụi nó có được một cái lịch chủng ngừa vaccine và được theo dõi sức khỏe như là nhân vật VIP luôn. Ta nói tụi em còn chú trọng đến cái vấn đề vui chơi giải trí nữa mà, nó Tết tụi em còn cho nhuộm tóc màu cam để ăn Tết nữa mọi người thấy không? Đó, mọi người có thấy không, cái hố đó, cái hố mà chứa nước ở trong đó đó. Đây, đây chính là cái hồ bơi của tụi nó đó mọi người. Con này mà ở vô số 2 là không ai dám nhận số 1 nha. Hồ bơi đấy, hồ bơi của mấy ổng đó, mà thông thường á, là mấy ổng hay xuống hồ bơi để bơi rồi đưa cái mặt vô đây làm chi, đi ra coi đám nói chuyện hả, rồi không biết mắc cái giống ôn gì đó, có cái tật là tắm xong vui quá quên ngủ luôn, rồi xong cái bụng khô lại cái cứng ngắc luôn, đứng dậy không được, báo hại nguyên một cái dàn gọi là kỹ thuật viên trai đẹp 6 múi phải vô rinh lên. Tao nói kỹ thuật viên bận thấy mồ luôn mà, tao nói ngày nào cũng phải vô rinh mấy ổng lên vậy đó, chỉ vì ngủ quên trong lúc tắm thôi, rồi đưa cái mặt vô làm chi nữa, đi ra coi cái gì cũng